mưa to quá, che mưa mà bán. Xin đi sẽ đi về Bùn Binh Cây Gõ nha anh chị. Đó, bắt đầu là nước cũng thấp thấp rồi nè. Rồi sáng giờ buôn bán được rồi, dập một cơn mưa này đến chiều nữa. Trời Sài Gòn có lúc nắng lúc mưa anh chị. Xin đi chào anh chị và các bạn. Xin đi đang ở con đường Bình Thới, quận 11. Với trời mưa tí tách này thì xin đi sẽ mời anh chị chúng ta sẽ đi con đường Bình Thới, chợ Bình Thới, vài con đường ở khu vực Bình Thới, quận 11 anh chị ha. Cái hướng này là chúng ta đi về Đầm Sen đó anh chị. Bây giờ thì khoảng 2 giờ. 2 giờ hồi nãy nắng gắt lắm, nhưng mà bây giờ chuyển cơn mưa rồi. Bữa nay là ngày 31 tháng 8 2022. Mưa này thì mưa còn nhỏ đó, chứ đôi khi mưa cũng to lắm. Đèn xanh đèn đỏ, nếu đi thẳng thì thôi mình quẹo về Đầm Sen. Đây là con đường Ông Ích Phim. Phía sau Sunny đó là về cư xá Bình Thới. Đó là cái nhị tỳ Quảng Đông năm xưa đó anh chị. Và con đường này ngày xưa thì nó cũng không có đâu, nó có là chỉ là con đường đất để đi vào cái nhị tỳ đây. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó khác lạ rồi đó. Cái này là chúng ta về con đường Lạc Long Quân nè, về Đầm Sen. Mưa này chắc là dài đây, hy vọng rằng mưa nó đừng có lớn. Chiều mấy bữa nay là chiều nước sông lên, nếu mà mưa lớn thì Sài Gòn nó ngập ghê lắm, đặc biệt là những cái xóm nghèo vùng trũng á. Người ta có tiền, nhà giàu thì người ta nâng nền rồi, ta cao rồi. Những cái vùng trũng thì cái nhà người ta đâu có tiền đâu, ta nâng lên phải là ngập đường, ngập vô nhà, hư hại đồ đạc. Mà khi mà mưa to về là cái việc mà buôn bán, không những ở trong những cái tiệm và những cái cô chú mà bán lề đường thì cũng rất là mệt. Buôn bán thì không được, mưa bắt đầu lớn nặng hạt rồi. Mưa tối trời tối đất rồi. Anh chị thấy mưa không? Nãy giờ nghe tiếng xin đi rõ, bây giờ hết nghe rồi. Mưa to quá. Rồi đây trước mặt anh chị đó Lạc Long Quân, bên phải là chúng ta về với lại ngã tư Bảy Hiền, bên trái về Đầm Sen và chợ Bình Thới. Chợ Bình Thới bây giờ nó có lòng chợ nhưng mà buôn bán cũng bết bát lắm. Cốt yếu là người ta có những con hẻm xung quanh đó anh chị, là người ta buôn bán ở đó thôi. Mưa to chưa? Mưa mà những giọt mưa đó nó rát mặt luôn anh chị. Nó đánh vô cái bảng mặt, cái táp lô mặt xanh đi nó rát luôn. Ghê chưa? Chuẩn bị lễ rồi, chắc có thể là lễ này Đầm Sen coi như là bội thu, hy vọng là vậy. Không, xin đi nghĩ là hy vọng là đây là cái người nhân viên ta làm ở đây nè anh chị, người ta có đồng ra đồng vô. Khi mà có khách đường đi vào Đầm Sen mưa quá, mưa mình vô không có vô Đầm Sen anh chị ha. Đi để anh chị hình dung thôi, rồi chúng ta quẹo ra. Đó, quẹo ra đó để anh chị. Giờ này thì Đầm Sen thì không có ai rồi, đi vậy để anh chị hình dung thôi chứ thật sự là không có ai. Để tình đi lao cái camera lại cho nó trong trẻo nha anh chị, để cho mình nhìn cho nó dễ.
khi mà camera nó đi qua để ngoài nắng đó chị, xong rồi khi mà mưa thì nó có bốc hơi, nó tụ hơi thì nó không rõ. Mưa này rất to, những cái giọt mưa mà nó rơi xuống cái vũng nước mà nó có bong bóng là chắc to lắm đây. Cái hướng này là chúng ta cũng về Bình Thới được nè, về Cây Gõ được, về với Phú Lâm, về Cầu Tre. Chúng ta mới đi ngang qua chùa Giác Viên. Chùa Giác Viên là một ngôi chùa cổ của Sài Gòn. Mấy bữa thì Sinh đi có vào cái chùa đó rồi, chuẩn bị quay thấy là mấy con chó, mấy con cưa nó chạy ra rồi nó làm ghê quá, làm ghê. Tự nhiên mình cảm thấy mất hứng nên thôi không quay anh chị, chứ mấy bữa là cái chùa đó đẹp lắm. Để bữa nào Sinh đi sẽ đi quay lại coi như thế nào. Mình không ưa chó mà chó không ưa mình, khổ ghê. Đó, người anh chị thấy đây, hai cảnh song song, một người đạp xe đạp nè, chở gạo, một người đi xe hơi. Giờ này thì một số bà con tiểu thương thì họ cũng dọn chợ rồi. Mưa mà tối trời tối đất à. Ngay chỗ đèn tín hiệu, đèn xanh đèn đỏ đó, nếu quẹo phải thì chúng ta về Cầu Tre, về với lại chợ Phú Lâm. Còn nếu mà quẹo trái là con đường đi vào chợ Bình Thới. Đó là con đường Sớm Đức. Đây, mình đi vào con đường Sớm Đức nha anh chị ha. Đi luồn luồn vào những cái hẻm. Cái lòng chợ Bình Thới ngày hôm nay thì nó nhỏ lắm. Ngày xưa thì anh chị nhớ là nếu mà chúng ta đi con đường này, ngay đây là cái chợ nè. Bây giờ người ta là xây một cái lòng chợ nên nó rất là nhỏ, nên cái việc buôn bán là người ta cũng đi buôn bán vòng vòng ở ngoài đây, bao quanh cạnh tranh cái chợ Bình Thới này. Đây, cái chợ này nó nhỏ lắm. Đó, cái lòng chợ nè anh chị. Chút xíu thôi. Còn cái chuyện buôn bán ngày hôm nay á, thì người ta cốt yếu là người ta bán quanh quanh những con hẻm này. Đó, bán chè, bán cháo này đó. Cuộc sống mưu sinh anh chị. Che mưa mà bán. Ốc heo. Thôi chúng ta đi nha anh chị ha. Mưa nhỏ nhỏ.
thì quanh ở đây thì nó giống như một cái bàn cờ, nó có những con hẻm thế là người ta bán dọc trên con đường này. Để Sinh Y đi vào một con đường nào chẳng hạn, để Sinh Y chia sẻ với anh chị nhé. Đi ra con đường Minh Phụng rồi, à đây có cái hẻm nè, Sinh Y thử đi vô vào đây coi. Giờ này người ta dọn chợ rồi, 2 giờ rồi. Đó, vô còn một cái xóm. Đó, buôn bán cũng đầy ngóc luôn đó. Nước mưa rồi, mưa tối xả. Mưa quá nặng thật. Người ta đó ta buôn bán cái gì? Ban ngày ở đây bán đầy, bây giờ chiều là người ta dọn. Khu vực ở phía sau lòng chợ đây, lòng chợ anh chị. Rồi xin đi quẹo lại nha, đưa ba tấm mưa và nhớ cái tuổi thơ hồi xưa anh chị ha. Tấm mưa đã không? Chợ mình ở cái cổng sau. Sinh Y sẽ đi dài con đường sớm đất, coi bụi mưa rơi như thế nào chị ha. Đi ra con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 luôn. Trước mặt anh chị đó là con đường Minh Phụng. Rồi. Mưa trên phố vắng. Đối với con đường sớm đất này thì bên trái thì nó có những con đường tất nhiên là nó có tên mà Sinh Y cũng không nhớ. Nó có thể đi ra cái Nhị Tỳ Quảng Đông năm xưa, đó là về nay là cư xá Bình Thới đó. Đang đi trên con đường Bình Thới, cái con đường sớm đất, xin lỗi anh chị, phường 8 quận 11. Ở đây là cộng đồng người Hoa ta sinh sống nhiều lắm. Tên con đường sớm đất nghe nó hay hay anh chị.
trước mặt chúng ta đó là con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Và Sunny sẽ đi về Bùng Binh Cây Gõ nha anh chị, quẹo phải. Trời ơi, mưa nó muốn ngập ngập rồi nè. Nó mưa mà tối nè, tối trời luôn kìa, càng ngày càng lớn. Gần về tới Bồng Binh Cây Gõ nè anh chị. Bùng Binh Cây Gõ nó có cầu vượt, con đi bên Bình Hông để về với lại chợ Cây Gõ.
thì nó lúc này lúc kia, sáng thì nắng điên cuồng á, giờ là mưa mà cũng điên cuồng luôn đó. Đây là ngày xưa có cái cầu, cái cầu bắc qua bây giờ nó trở thành cống hộp rồi. Máy trái là con đường Lê Quang Trung, Trương Tấn Bửu năm xưa để đi về cái hướng bến xe Chợ Lớn. Và cũng máy trái đó, đó là đập máy cây gõ, chợ cây gõ năm xưa anh gì. Ở đây thì nó có một cái đình Bình Tiên, thì tất nhiên là mưa quá rồi chúng ta không thể nhìn thấy đâu. Đó, bắt đầu là nước cũng thấp thấp rồi nè. Đó. Trước mặt anh chị đó là con đường Hậu Giang, và Tinh Y sẽ đi thẳng về cái hướng cầu Bình Tiên năm xưa nha anh chị ha. Cây cầu rất là cao, bắc qua con đường Phan Văn Khỏe, bến Nguyễn Văn Thành với lại con đường Bãi Sậy đó. Ngày xưa là bến Nguyễn Văn Thành, nay là có tên là Phan Văn Khỏe. Tinh Y thường nói song song như thế. Những cô chú lớn tuổi đó ngày xưa lâu quá không sống khu vực này, bây giờ nói Phan Khỏe không biết. Và Tinh Y coi có đủ pin hay không, nếu đủ pin thì Tinh Y sẽ chạy về chợ Bình Tiên luôn nha, con đường Phạm Phú Thứ. Mưa cũng còn nặng hạt nhiều lắm. Đèn xanh đèn đỏ trước mặt của anh chị đó là con đường Phan Văn Khỏe đó. Và đây là cái kênh Hàng Bàng. Ngày xưa ở đây cái cầu nó cao lắm, sau này người ta làm cống hộp. Và bên phải là hồi xưa có cái nhà, những cái nhà mang theo dòng kênh, bây giờ giải tỏa đền bù rồi trở thành công viên. Máy bên trái là chuẩn bị giải tỏa luôn. Và chúng ta sẽ đi một vòng chợ nha anh chị. Trên đây nước mưa chút xíu, anh chị thông cảm cho trên đây nha, nước mưa chút xíu ướt quá chỉnh lại. Sau khi chỉnh trang lại ướt quá, mặc dù mặc áo mưa mà nó ướt từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, nói chung là ướt hết rồi anh chị, nói chung là có cái gì là ướt cái đó. Ok, mình quay về là mình cảm thấy anh chị được ngắm mưa là thấy vui rồi. Rồi bây giờ con đường Phạm Phú Thứ, và bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái nha, để đi vào chợ Bình Tiên để coi bà con buôn bán. Thì mưa tất nhiên là cũng không buôn bán được đâu anh chị, nhưng mà mình quay cái cảnh này để anh chị hình dung cái cuộc sống ở Sài Gòn, ở Chợ Lớn như thế nào. Đó. Người ta mượn tre người ta bán thôi, nhưng mà bây giờ thì thật sự mà nói giờ này thì không có ai mà chịu khó mà đi ra chợ mua đồ gì. Ở nhà có gì ăn đó, là đắp cái mền ngủ thôi là sướng nhất. Đây là phía sau chợ Bình Tiên. Rồi, các anh giác dù thì bắt đầu là bày ra chơi sĩ đế, ngồi hát karaoke. Trời
này mà có cái lẩu ngồi chớ bên bàn thiền thì quá hay rồi. Dòng chợ Bình Tiên đó, mưa như thế này khổ lắm, buôn bán anh chị thử đặt vào mình vào cương vị người tiểu thương đây, trời sáng giờ buôn bán được rồi chị, dập một cơn mưa này đến chiều nữa, thay vì mưa chút xíu thì tạnh gì không nói gì, mưa đến chiều đó ngồi đó chịu trận luôn đó. Những cái người có xe này ta che dù người ta vẫn buôn bán thôi. Đôi khi mưa người ta cũng đẩy luôn anh chị, có cái dù người ta mà ở mưa người ta đẩy khắp nơi. Rồi tới đây thì Sunny cũng rất là vui, ngay chỗ cầu Bình Tiên trước mặt anh chị thì Sunny rất là vui thực hiện các clip này đi trong mưa, tưởng là mưa nhỏ hèn chi mưa quá to. Từ ngay chỗ sớm đất về với lại khu vực Bình Tiên để anh chị thấy ngắm cuộc sống trôi qua như thế nào. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những các clip lang thang tiếp theo của Sunny Đòn. Bye bye, hẹn gặp lại. Cầu Bình Tiên phía trước mặt anh chị, trước mặt là con đường Bãi Sậy. Rồi Phan Văn Khỏe. Rồi chào anh chị nha, hẹn gặp lại.